Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một cục đẩy đến từ Mỹ nha quý vị, BGW6500. Thì đây là một thương hiệu đến từ Mỹ cũng rất nổi tiếng rồi. Thì con này nó đánh tất cả là tổng cộng là trong đó là 12 sào sắc Motorola nha quý vị. Đó. Mạch còn nguyên zin và đây, hai tụ nguồn to đùng, tăng phô rất là to. Con này khá nặng. Con này nó có cái mức giá rất là hợp lý quý vị. Chúng ta có thể đánh được loa tầm 30. Điện 100W và công suất là 6A. Nó tương đương khoảng từ 450 cho tới 500W. Nó đang kéo cái đô la này là mỗi loa là nó trở kháng nó maximum là 400W 6 ohm nào quý vị. Đấy, thì dòng này thì sản xuất tại Mỹ nha, dòng BGW này là Mỹ nồi quý vị. Đó. Con đấy này thì chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Tiếng nó rất sạch sẽ và sáng nha quý vị. Đó, con này có cái mức giá rất là dễ chịu thôi. Mức giá chỉ có con này thì giá chỉ có 4 triệu thôi quý vị, 4 triệu thôi, rất là dễ chơi nha. Rất là dễ chơi, 4 triệu thôi đấy, quá hợp lý cho một con đẩy Mỹ nha, đẹp zin hoàn hảo. Một người xa cách phương trời, tình lỡ một người xa xôi, một người lẻ rơi đứng chờ. Này em đang đánh thẳng nha. Vội vương với đô la Pioneer V18. Đấy, tất cả chức năng hoạt động hoàn hảo. Thì giá chỉ 4 triệu đồng hôm ta sở hữu một con đây Mỹ rất là đẹp rồi. Đó. Bên trong cực đẹp luôn quý vị. Mặt thì nó có một vài cái vết xước như thế này, đó. Một vài cái vết xước thì nó có như vậy. Cái nắp đó thì em cho Shiba lại ha, em cho sơn Shiba lại vì nắp nó nhăm. Đó, còn ở bên trong thì quá đẹp. Giá chỉ 4 triệu thôi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.